Câu 5 của thầy nội dung như sau. Bài toán về OXYZ đúng nhỉ? Ồ. Câu 5, thầy cho điểm A độ 1, âm 2 và 3. Không phải. 1, 2, âm 3. Và hai mặt phẳng P và Q nhá. P của thầy là x trừ 2y cộng z trừ 1 bằng 0. Và Q x trừ z cộng 1 bằng 0. 1 bằng 0. Và thầy yêu cầu các em như sau. Lập cho thầy phương trình đường thẳng delta là giao tuyến của hai cái mặt phẳng P và Q. Đấy, đó là ý đầu tiên nhá. Lập phương trình đường thẳng delta là giao tuyến của hai mặt phẳng P và Q. Câu này thì dễ rồi đúng không nhỉ? Ý thứ hai, tìm điểm B thuộc delta sao cho diện tích của tam giác OAB. Thầy cho kết quả là bằng căn 5 chia cho 2. Được chưa? Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để lập phương trình đường thẳng delta nhá. Chúng ta xét hệ đúng không? Muốn lập phương trình chúng ta xét hệ. Cái này thầy đã nói rồi. Tạo bởi gì nhỉ? P và Q. Kèm nhấc hai phương trình của nó vào, thầy có là x trừ 2y cộng z trừ 1 bằng 0. X trừ z cộng 1 bằng 0. Ồ, tới đây thì có đơn giản đúng không nhỉ? Các em có thể cho x bằng t này. Từ đây chúng ta rút được z thành t đúng không? Thế thì cho x bằng t nhá. Cho x bằng t. Thế thầy sẽ có là x bằng t này. Từ phương trình số 2 này, thầy sẽ có z bằng x cộng 1 đúng không? Hay cái khác là z của thầy bằng t cộng 1. Và thay lên trên này, thầy sẽ có là t trừ 2y cộng t cộng 1 rồi trừ đi 1 bằng 0 đúng không? Rút gọn đi, thầy có x bằng t y của thầy 1 với cộng âm 1 hết. T trừ 2y cộng t bằng 0, tức là y bằng t. Xong rồi. Đấy, vậy là gì? Giao điểm của P và Q ấy là tọa độ x, y, z thỏa mãn như sau. Thì đây chính là gì nhỉ? Phương trình tham số của đường thẳng delta nhá. À, suy ra delta nó có dạng tham số. Đề bài thầy không yêu cầu là viết dưới dạng nào đúng không? Thì các em viết dạng nào cũng được. X bằng t, y bằng t và z bằng t cộng 1. Và chú ý mở ngoặc cho thầy. T là một cái số thực thuộc R nhá. Tiếp theo, tìm điểm B thuộc đường thẳng delta. Vậy chúng ta tham số hóa nó đúng nhỉ? Do B thuộc delta. Rồi B của thầy sẽ có tọa độ như sau. Nào, tọa độ nó thuộc delta đúng không nhỉ? Do vậy nó sẽ có tọa độ hoành độ là x, à là t này, tung độ sẽ là t, cao độ là t cộng 1. Đúng không? Ok. Liên quan đến diện tích thì các em nhớ cái công thức diện tích của tam giác trong không gian OXYZ đúng không? Nó là 1/2 độ dài của vector tích cầu hướng OA và OB. Vậy các em tính cho thầy vector OA và OB nhá. Vector OA của thầy 1, 2, âm 3. Và vector OB nào? T cộng 1 đúng nhỉ? Khi đó diện tích của OAB, các em chú ý cho thầy công thức 1/2 độ dài vector tích cầu hướng OA, OB. Đúng không? Đấy, đây là công thức nha. Bạn nào quên thì ghi chép lại. Chỉ có cách làm nhiều rồi nhớ thôi. Chưa nào? Bây giờ thầy tính vector tích cầu hướng OA và OB trước. Từ đó chúng ta sẽ suy ra diện tích. Đúng không nào? OA sẽ bằng gì nhỉ? Tung độ trước, xuất phát từ tung độ đúng không? 2 t âm 3 t cộng 1. Chuẩn chưa các em? Âm 3 t cộng 1. 1 t, 1 này, t này. Được chưa? Đấy, xong rồi nhá. Và bây giờ chúng ta tính chi tiết tọa độ nó ra. Vector tích cầu hướng OA, OB
Cái này con này là sao nhỉ? Đường chéo chính trên đường chéo phụ. 2 lần t cộng 1 trừ đi âm 3t, thầy có kết quả là mấy nhỉ? 5t cộng 2 này. Tương tự như vậy, thầy sẽ có là trừ 4t trừ 1. Con này trừ t, đúng không? Chúng ta có vector tích của hướng OA OB rồi, và chúng này chúng ta áp dụng công thức vào, suy ra S của OAB sẽ bằng 1 phần 2 độ dài vector này, đúng không? Tức là 1 phần 2 nhân với căn 5T cộng 2 tất cả bình phương cộng với trừ 4T trừ 1 tất cả bình cộng với trừ T tất cả bình, và thầy cho giả thiết là diện tích bằng căn 5 chia cho 2, đúng không? Wow, ok. Tới đây các em bình phương rút gọn đi nhá. 2 2 vế triệt tiêu, căn bình phương lên, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ được phương trình mới sau đây này. Thầy sẽ được cái gì nhỉ? 5 bình cộng 4 bình cộng 1 bình. 25 cộng 16. 44 45 đúng không? Phải không nhỉ? 26 rồi, 26 cộng 16. 3 42, 42t. 42t bình phương. Đúng không? Chúng ta có 42t bình phương. Gì nữa? 20t này cộng 8 28. Sao lẻ vậy nhỉ? T bằng 0 hoặc t bằng âm 2/3. 25 cộng 16 rồi cộng với 1 đúng không? 25 26 3. Đúng rồi, 42. 20T, 20T cộng 8T là 28, cộng 28T. Còn 2 bình cộng 1 bình thì nó hết 15, đúng không? Thầy chỉ còn mỗi là T bằng 0. Và T bằng âm 28 phần 42. Âm 28 phần 42 nó chính là gì nhỉ? Chia cho 7, đúng không nhỉ? Âm 4 phần 6, âm 2 phần 3. Ok, chuẩn rồi. T của thầy bằng 0 hoặc T bằng âm 2 phần 3. Chúng ta có t nhỏ rồi thì chúng ta sẽ suy ra điểm B, đúng không? Chúng ta có kết quả ngay nha. Một bài toán khá là dễ, đúng không nào? Đấy, vì đây là những câu thuộc cái diện là điểm xét tốt nghiệp nên là mức độ cũng không thể quá khó được nha. B của thầy sẽ là gì nhỉ? 001 hoặc là gì nhỉ? Thay âm 2/3 vào, thầy có kết quả là âm 2/3, âm 2/3, 1/3. Và đây chính là kết quả cuối cùng cho cái câu số 5 của chúng ta nhá. Và thầy kết thúc tại đây, thầy sẽ chuyển sang câu số 6.